Trước thông tin hội cờ đỏ Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu Nghệ An và hội cờ đỏ xã Diễn Mỹ sẽ tổ chức gặp gỡ giao lưu tại xã Sơn Hải với sự góp mặt của một nhóm tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 10 năm 2017. Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã có văn bản gửi chính quyền ba cấp tại Nghệ An, ngoài bày tỏ sự ái ngại khi nói rằng: "Chúng tôi tự hỏi rằng tại sao hội cờ đỏ lại tụ tập hội họp ngay sát cạnh giáo họ Văn Thai, kề nhà thờ Văn Thai mà không tổ chức nơi trụ sở Ủy ban Nhân dân hay sân thể thao? Tại sao không tổ chức hội họp ban ngày mà lại là vào thời điểm cuối chiều và kết thúc vào lúc chập tối?" Và chủ động đưa ra lời đề nghị: "Chúng tôi đề nghị chính quyền xem xét sự việc và trả lời chính thức cho chúng tôi. Nếu sự việc vẫn diễn ra theo đúng thông báo của xã Sơn Hải, chúng tôi khẳng định đây là một mưu đồ tiến hành khiêu khích bạo lực để đàn áp giáo dân tại giáo họ Văn Thai, giáo xứ Sông Ngọc. Do đó, chúng tôi tuyên bố phản đối mọi kế hoạch nguy hiểm gây chia rẽ đồng bào lương giáo tại địa phương. Chúng tôi yêu cầu chính quyền tuân thủ pháp luật và bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của công dân. Mọi hành động phản kháng của giáo dân trước bất kỳ khiêu khích nào, nếu có, chỉ nhằm để tự vệ và chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và tình trạng vô trật tự tại địa phương. Chúng tôi cũng sẽ tố cáo trước công luận mọi mưu đồ khiêu khích và tiến hành đàn áp giáo dân thông qua việc tổ chức tụ họp hội cờ đỏ tại giáo họ và giáo xứ của chúng tôi." Cứ ngỡ với một linh mục như Nguyễn Đình Thục thì chính quyền nơi đây sẽ tẩy chay, không đối thoại, chứ đừng nói tới việc trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, mọi sự việc đã diễn ra ngược lại. Theo đó, thì vào ngày 2 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đã có văn bản phản hồi do ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã này ký. Theo trang Người Công giáo ghi, thì nội dung ngoài việc khẳng định hội cờ đỏ hay phong trào cờ đỏ là hoạt động theo nhu cầu tự phát, tự thành lập của một bộ phận nhân dân do bà Lê Thị Huỳnh Hoang đứng đầu, thì còn khẳng định việc tổ chức giao lưu gặp mặt giữa các phong trào cờ đỏ đã được người có trách nhiệm là bà Lê Thị Huỳnh Hoang đăng ký theo Nghị định 38 trên NGD 2005 CB của Chính phủ về một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và đã được chính quyền chấp thuận bằng văn bản. Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đề nghị cha GB nhìn nhận đúng thực tế khách quan, không có những suy diễn sai sự thật gây hoang mang cho giáo dân và ảnh hưởng đến mối đoàn kết lương giáo. Điểm nhấn của văn bản phản hồi lần này là Ủy ban Nhân dân xã không chỉ nói rõ quan điểm, giải thích chính quyền không những không ngăn cản mà còn ủng hộ hoạt động giao lưu gặp mặt của hội cờ đỏ, mà họ còn khuyến nghị đến linh mục Nguyễn Đình Thục như sau: phải nhìn nhận đúng thực tế khách quan, không có những suy diễn sai sự thật gây hoang mang cho giáo dân và ảnh hưởng đến mối đoàn kết lương giáo. Nhiều người, trong đó có tôi, thì tiếp cận đã hơi bất ngờ bởi nó không gì một cú tát mạnh mà chính quyền nơi đây dành cho văn bản trước đó của vị linh mục này. Hay nói cách khác, trong khi lớn tiếng đề nghị chính quyền làm thế này thế nọ, thì chính quyền lại vỗ mặt nói rằng chính ông đang làm xấu tình hình, làm gia tăng mâu thuẫn lương giáo trên địa bàn. Đó cũng chính là câu trả lời cho việc tại sao những hoạt động tuần hành biểu tình vừa qua của các linh mục, giáo dân, giáo phận Vinh sau sự cố Formosa lại bị chính quyền, lực lượng chức năng ngăn cản. Điển hình là các sự việc hôm 18 tháng 10 năm 2016, 14 tháng 2 Formosa lại bị chính quyền, lực lượng chức năng ngăn cản. Điển hình là các sự việc hôm 18 tháng 10 năm 2016, 14 tháng 2 và 15 tháng 5 năm 2017, bởi lý do họ chưa thực hiện việc đăng ký và chưa được chính quyền chấp thuận, và ngăn cản là giải pháp nhẹ nhàng thay vì có những động thái trấn áp.